Hôm nay tôi xin hướng dẫn sử dụng phần mềm để nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng qua mạng kỳ là quý chẳng hạn. Thì bước 1 chúng ta chuẩn bị dữ liệu, chúng ta phải tổng hợp dữ liệu vào bằng một cái file Excel. Bước 1, thí dụ như file Excel, chúng ta phải chuẩn bị cái bảng hàng hóa dịch vụ mua vào. Như vậy trong cái quý vừa rồi chúng ta sẽ có bao nhiêu tờ hóa đơn mua hàng vào thì chúng ta ghi thành cái bảng này. Cái hóa đơn thứ nhất là 381.818 đồng thì chúng ta gõ cái hàng hóa dịch vụ là tiền là 381.818 đồng, thuế là bao nhiêu, chẳng hạn như 10% thì chúng ta gõ 10% nhân với ô này, sau cộng hai cái ô này lại thì nó ra cái tiền của tổng tiền của cái hóa đơn thứ nhất. Chúng ta chỉ cần nhập cái số tiền của hóa đơn dịch vụ và thuế của hóa đơn dịch vụ thôi. Thì thí dụ như trong cái quý vừa rồi chúng ta có 1 2 3 4 5 6 cái hóa đơn dịch vụ mua vào. Chúng ta tính tổng thành cột lại thành chừng này tiền, tính tổng chừng này tiền. Cả hàng hóa dịch vụ và thuế thì tổng lại chừng này tiền. Thì nữa là cái hóa đơn dịch vụ mua vào. Còn hóa đơn dịch vụ bán ra thì chúng ta có cái loại hóa đơn 10 hàng hóa 10% thì chúng ta thành một cái bảng hàng hóa dịch vụ 10% đây. Hàng hóa dịch vụ ấy là 5%, hàng hóa dịch vụ 0% và hàng hóa dịch vụ không tính thuế. Như vậy chúng ta sẽ có bốn cái bảng này để chúng ta tổng. Thí dụ như ở đây có hai cái hóa đơn thì tổng là 2.500.000, đây là 250.000 tiền thuế vân vân. Đấy thì chúng ta chú ý đây, chúng ta nhập vào và chúng ta tính 5%, ấn enter. Và chúng ta chú ý là ở đây là chọn cái dấu phẩy này để tách lớp này. Và chọn cái dấu này là để cho nó làm tròn số này. Đấy, sau khi được các cái tổng này rồi, chúng ta phải chuẩn bị các tổng này. Là xong cái bước 1. Như vậy bước 1 chúng ta phải chuẩn bị là cái các cái bảng mà để ta tổng hợp hàng hóa dịch vụ mua vào, hàng hóa dịch vụ bán ra. Trong cái bán ra mà doanh nghiệp có 10% này, hay có 5% này, có 0% này, hay không tính thuế này, chúng ta phải làm đủ như thế. Thế còn nếu chúng ta chỉ có một cái loại 10% thôi thì chúng ta có một bảng thôi. Đấy. Thì sau khi chúng ta chuẩn bị số liệu xong, sang bước 2 chúng ta khởi động phần mềm kê khai thuế, hỗ trợ kê khai thuế, chúng ta lập cái tờ khai thuế giá trị gia tăng, sau chúng ta ghi file, rồi chúng ta kết xuất file định dạng ra file XML là chúng ta xong bước 2. Đấy, thì sau đây tôi sẽ nói về cái bước 2, chúng ta khởi động cái phần mềm hỗ trợ kê khai thuế đây. Đấy, thì sau khi chúng ta khởi động xong, chúng ta nhập mã số thuế đồng ý, thì sau chúng ta sẽ chọn cái mục là khai tờ khai khấu trừ giá trị gia tăng theo quý này. Đấy, thế thì trong cái đọc chúng ta sẽ đọc ở trên đây là cái số mà được khấu trừ bên này. Thế thì chúng ta đây là hàng hóa giá trị, cái mục 1 lớn này, hàng hóa dịch vụ, hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ này. Thì chúng ta căn cứ vào cái bảng mà chúng ta đã tổng hợp đây là hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ, đây là cái tổng này, hàng hóa dịch vụ mua vào này, đây là tổng thuế VAT của hàng hóa dịch vụ mua vào này. Đấy, thì như vậy chúng ta phải copy cái số này và số này vào phần mềm, hoặc là chúng ta gõ trực tiếp vào đây, còn cái thuế thì chúng ta gõ sang cột này. Thế là xong cái việc mục 1 hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ, thì copy có mỗi cái động tác copy vào đây hoặc gõ trực tiếp thôi, gõ trực tiếp vào đây. Nếu mà chúng ta copy thì chúng ta phải để con chuột ở đây, chúng ta ấn Ctrl C, Ctrl C, sau đó chúng ta để con chuột vào cái ô này, chúng ta ấn Ctrl V để dán nó ra mà. Sau này chúng ta để con chuột ở ô này, chúng ta ấn Ctrl V, Ctrl C, Ctrl C nhé, Ctrl C copy. Sau để con chuột ở ô này, chúng ta Ctrl V để chúng ta dán ra. Thế thì bắt đầu là đến cái mục 2 này này, hàng hóa dịch vụ bán ra thì có cái mục A nhỏ là chịu thuế suất 0% là bao nhiêu, ta copy ta dán vào đây. Rồi hàng hóa dịch vụ thuế suất 5% ta copy vào đây. Đây là cột là giá trị hàng hóa dịch vụ nha. Bên đây là chưa có thuế này, bên đây là thuế này. Đấy, ta copy ta dán vào các ô tương ứng này thôi. Hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế ta copy vào đây. Đấy, thì bên này nó có thuế thì bên này nó có số này. Đấy, thế là xong. Như vậy có mấy động tác copy thì xong. Thế sau đó là chúng ta ấn vào nốt, chọn vào nốt ghi file. Đấy, ghi thành công. Sau đó chúng ta kết xuất ra XML đây này. Đấy, các em chú ý cái kết xuất ra XML. Chúng ta cũng đọc lại một chút để xem cái số chính xác chưa. Thế sau đó là chúng ta thấy đúng rồi thì chúng ta sẽ ghi file.
sau đó chúng ta kết xuất ra XML, chúng ta lưu, chúng ta chọn cái thư mục để chúng ta lưu, lưu xong là chúng ta kết xuất xong thành công. Sau chúng ta đóng lại, như vậy bước 2 chúng ta đã xong. Bây giờ sang bước 3 chúng ta làm gì? Bước 3 chúng ta nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng qua mạng. Thì chúng ta khởi động trình duyệt Google Chrome hoặc Cốc Firefox. Sau chúng ta nhập cái địa chỉ là thuế điện tử .gt.gov.vn là viết liền nhau mà không có dấu. Chúng ta có thể bỏ qua cái cụm từ là https://. Mà gõ mình cái cụm từ này cho nó nhanh. Thuế điện tử .gt.gov.vn là viết liền nhau và không có dấu. Chúng ta chú ý không chữ dấu cách. Sau chọn đăng nhập thì chọn doanh nghiệp, nhập cái mã số tên đăng nhập là mã số thuế công ty hoặc là mã số thuế doanh nghiệp trừ QR. Sau đó chúng ta nhập mật khẩu, chúng ta mã xác nhận của phần mềm. Thì chúng ta phải cắm USB vào, đương nhiên là phải cắm trước rồi. Sau đó chúng ta chọn cái mục khai thuế này, tra cứu này, rồi nộp tờ khai XML này, chọn tệp này, chọn ký điện tử trước này, rồi nộp tờ khai. Như vậy đó là ra xong. Sau đây thì giống minh họa trên phần mềm luôn này. Đây chúng ta, tôi sẽ minh họa trên cái phần mềm luôn. Chúng ta khởi động Google Chrome, chúng ta gõ cái thuế điện tử GOV. Sau đó chúng ta sẽ chọn doanh nghiệp, sau chúng ta chọn đăng nhập, chúng ta gõ vào đây. Vậy là xuất hiện cho chúng ta cái mã số đây là cái mã xác nhận đấy là HETM đây này. Thì nếu chưa chúng ta muốn lấy cái số khác, chúng ta kích chuột vào đây thì xuất hiện cái số khác. Thế sau đó là chúng ta sẽ đăng nhập thành công vào phần mềm. Sau khi vào phần mềm sau, chúng ta sẽ để ý đây là lúc này ta chọn là khai thuế này. Thế sau chúng ta tra cứu này, sau nó xuất hiện cái chữ là nộp tờ khai này. Cứ thấy xuất hiện chữ nộp tờ khai XML là chúng ta kích vào thôi. Kích chuột nộp tờ khai XML. Sau chúng ta chọn tệp này. Đấy. Thế sau đó là chúng ta tìm đến cái thư mục mà chúng ta lưu. Chúng ta lưu cái file XML. Đây, ví dụ như Q4 này. Đây, chúng ta chọn cái file này. Chúng ta mở cái file này ra. Sau đó là chúng ta ký điện tử. Ký trước nhé. Ký điện tử xong, chúng ta nhập cái mã pin vào. Thành ký xong thì chúng ta sẽ nộp tờ khai. Đấy, chúng ta để ý là chúng ta ký điện tử sau chúng ta nộp tờ khai. Đấy, tương tự như vậy. Phải lưu ý là phải ký trước rồi mới nộp tờ khai. Như vậy là xong. Đấy, như vậy chúng ta đã xong được cái việc bằng nộp cái tờ khai qua mạng, thực hiện xong ở bước 3. Như vậy bước 3 chúng ta đã xong. Như vậy đây là chọn tệp này, ký điện tử này, ký trước rồi mới nộp tờ khai. Chúng ta chú ý như thế. Đấy, như vậy là trên phần mềm nộp tờ khai thuế giá trị tăng qua mạng rất dễ sử dụng, dùng cho được cả những người có nghiệp vụ thuế, có nghiệp vụ kế toán và không có nghiệp vụ kế toán đều sử dụng được. Và chúng tôi còn có cái phần mềm hỗ trợ học viên ôn tập dự tuyển công chức, nâng ngạch công chức, thi tuyển viên chức, thăng hạng viên chức, ôn tập trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn, hỗ trợ học viên ôn học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh và môn tin theo hình thức trắc nghiệm. Học viên ôn thi tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số 0943078123 hoặc 0912595654 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm, ôn luyện hệ thống câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên. Thì các em xem video hay và bổ ích hãy chọn nút đăng ký thì sẽ được cái tiện ích là xem video bài giảng theo từng mục. Thầy giáo chúc các em thành công. Các em có nhu cầu hãy gọi điện cho thầy giáo theo một trong hai số màn hình để được hướng dẫn đăng nhập hình thức trắc nghiệm.vn để ôn thi cái môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin theo hình thức trắc nghiệm, hỗ trợ học viên ôn thi tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức. Thầy giáo chúc các em thành công và cảm ơn các em.